xuống, mỗi bên 7 cho anh nha, nhúng 3 cái, nâng đá chân ngang lên, xuống, đá chân ngang lên, xuống, 2, rồi mỗi bên 2 rồi, 3, 4, rồi mỗi bên 3 rồi. Lần thẳng vô 4 nè, 5, 6, mỏi gập lưng quá, cái lưng em gập xuống dưới quá. 7, ok, thở 30 giây. Cái lưng em nó gập xuống dưới nhiều quá. Cái lưng á, gập xuống dưới nhiều quá, cố gắng gồng cái bụng, giữ cái lưng thẳng lên nha. Rồi. Rồi, thả lỏng chân 15 giây nữa vô lại, nghỉ 30 giây thôi, thả lỏng chân nhịp nhàng vung chân tới trước, thả lỏng nào. Vào. Wow. Xuống. Hai, tốc độ nhanh hơn nha anh. Ba, bốn, đáng lên nào, mới vừa bay à, lên 5, phê lắm rồi, mỏi lắm rồi, mỏi sắp mặt rồi. Đáng nào còn hiệp 3 nữa nha. Sáu, kiểm soát kỹ thuật. 7, ok rồi, bắt đầu 30 giây thở. Thở đi, thả lỏng chân nhanh. Em còn 25 giây. Uống nước đi. Em còn 10 giây. Nào, rồi hiệp 3 nào. Rồi, hiệp 3 mỗi bên 8 nha. Vô. Hai, gồng đùi lên. Ba, bốn, à, mỗi bên mới ba nha. Đáng lên, tăng tốc lên, gồng cơ lên, tới nào. 4, đáng lên này, 5, 6, nào, 8 cái lần, nhanh. 7, 8, phê vãi. Tốt, thở đi.